Sáng ngày 4 tháng 6, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu cứu nạn cùng nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn đang phối hợp với các lực lượng liên quan và ngư dân địa phương, tổ chức tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên tàu cá gặp nạn trên biển vào đêm ngày 3 tháng 6. Trước đó, tối ngày 3 tháng 6, tàu cá với 9 lao động do ông Văn Thanh Sĩ, sinh năm 1989, ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý làm thuyền trưởng, xuất bến từ đảo Phú Quý để đi khai thác hải sản. Khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam thì gặp sóng to gió lớn dẫn đến chìm tàu. Khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 6, 8 ngư dân đã bơi vào bờ an toàn và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân còn lại. Ngư dân bị mất tích được xác định là Trần Văn Trương, sinh năm 1988, ngụ huyện Phú Quý. Từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng sử dụng bóng cười, khí N2O, shisha, thuốc lá điện tử ở toàn bộ các tuyến đường có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua đó, Công an phát hiện thu giữ 68 bình khí N2O, 19 lọ tinh dầu shisha, 15 bình hút shisha, 18 cây thuốc shisha, 2 hũ thuốc shisha. Thời điểm kiểm tra, một số cơ sở kinh doanh chiếm dụng lòng lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh mua bán, gây tiếng ồn lớn nơi công cộng sau 23 giờ đến 6 giờ sáng. Công an đang trưng cầu giám định phân viện khoa học hình sự thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công an các hóa chất thu giữ để làm cơ sở xử lý, đồng thời mở rộng truy xét để xử lý theo quy định. Ngày 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Ngô Quang Anh, sinh năm 1995, ngụ quận 12, về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, tối ngày 1 tháng 6, trinh sát phòng BC02 cùng Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn ở đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp, phát hiện đối tượng Anh đang có hành vi cưỡng ép chị T quan hệ tình dục. Qua đấu tranh, Anh khai đã nhắn tin và gửi ảnh khỏa thân của chị T vào Zalo, yêu cầu chị T phải cho quan hệ tình dục. Nếu không cho thì Anh sẽ đăng hình ảnh khỏa thân của chị T lên trang mạng và gửi cho gia đình chị này biết, nhưng chị T không đồng ý. Chị T có nói sẽ đưa cho Anh chiếc nhẫn trị giá 120 triệu đồng để Anh xóa ảnh. Thế nhưng, Anh không đồng ý mà ép buộc chị T đến khách sạn để quan hệ tình dục thì mới xóa ảnh khỏa thân và lip set. Trong lúc Anh đang hành sự, công an vào kiểm tra phát hiện. Kiểm tra điện thoại, laptop, máy tính bảng của Anh, công an phát hiện nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của nhiều gái bán dâm do đối tượng quay lén, nhiều tin nhắn gạ gẫm nhiều phụ nữ để quan hệ tình dục. Công an xác định Anh hoạt động thông qua nhóm kín, diễn đàn kín được bảo mật và kiểm duyệt chặt chẽ. Các tú ông tú bà lập ra các nhóm kín, phơi bày đầy đủ thông tin, hình ảnh của gái bán dâm để khách mua dâm lựa chọn rồi hẹn gặp. Tuy nhiên, Anh cùng một số đối tượng sử dụng hình ảnh nhạy cảm của gái bán dâm để đe dọa cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản của bị hại. Khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 6, người dân sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, đi tập thể dục thì nghe tiếng động mạnh. Đến gần thì phát hiện một người đàn ông nằm tử vong dưới sân chung cư. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là cụ ông, 74 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Ông cùng con ruột thuê căn hộ sống tại tầng 19, tòa S603. Bước đầu nghi vấn nạn nhân rơi từ tầng này xuống. Chiều ngày 3 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám xét căn biệt thự ven sông Bến Lội thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận của Thảo Lụi, một giang hồ có tiếng ở tỉnh Bình Thuận. Công tác khám xét diễn ra từ lúc 15 giờ đến khoảng 19 giờ cùng ngày. Kết thúc buổi khám xét đã có một người đàn ông được lực lượng công an còng tay dẫn lên xe chuyên dụng. Thời điểm khám xét, Thảo Lụi không có mặt ở nhà. Việc khám xét này nằm trong một chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận với sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Tại nhiều bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc tay chân miệng không ngừng tăng, xuất hiện nhiều ca nặng, nhưng các bệnh viện đang thiếu thuốc điều trị, nhất là hai loại thuốc truyền tĩnh mạch, Phenobarbital và Gamma Globulin. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay có thể là mùa bệnh tay chân miệng căng thẳng. Kết quả giải trình tự gen ở một số ca bệnh cho thấy,
Enterovirus 71, EV71 đã trở lại. Đây là tình huống rất đáng ngại vì EV71 là chủng virus gây bệnh tay chân miệng nặng, dễ biến chứng ở trẻ nhỏ. Trong 5 tháng qua, bệnh viện này đã tiếp nhận 1.349 lượt khám ngoại trú, 158 trẻ điều trị nội trú bệnh tay chân miệng. Đến hiện tại, thống kê cho thấy số lượng trẻ mắc tay chân miệng không tăng so với năm 2022, nhưng số ca nặng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tối ngày 3 tháng 6, giới chức Ấn Độ xác nhận đã kết thúc chiến dịch cứu hộ sau tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất 20 năm qua. Hiện số người chết được tìm thấy là 288 người, ngoài ra còn hơn 850 người bị thương. Thủ tướng Narendra Modi đã tới hiện trường vụ tai nạn bằng máy bay trực thăng ngày 3 tháng 6 và đến thăm những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở Palasore. Ông tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan để xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này. Tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu cao tốc đang chạy theo hướng Nam Bắc từ thành phố Bengaluru, bang Karnataka đến thành phố Kolkata, bang Tây Bengal bị trật đường ray ở huyện Palasore, bang Odisha. Một số toa văng gần đường ray Bắc Nam. Vài phút sau, một đoàn tàu khác chạy theo hướng Bắc Nam từ Kolkata sang Chennai, bang Tamil Nadu, đâm vào đoàn tàu bị trật đường ray kia. Một số toa lao vào một đoàn tàu chở hàng đậu gần đó. Giám đốc điều hành cơ quan đường sắt Ấn Độ Amitabh Sharma xác nhận, ngoài hai tàu chở khách, một tàu chở hàng đổ tại hiện trường cũng liên quan đến vụ tai nạn. Biên bản kiểm tra liên ngành của các giám sát viên ghi rõ rằng tín hiệu xanh đã được cấp cho tàu Coromandel Express để đi qua tuyến chính được chỉ định và sau đó tín hiệu này đã bị tắt. Tuy nhiên, tàu đã đi vào đường vòng, đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đứng yên và trật bánh. Trong khi đó, tàu tốc hành từ Yashwantpur đi ngược lại đã đâm phải tàu trên khiến một số toa trật bánh.